Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video. Thưa quý vị, Theta Station không chỉ là một tiện ích mở rộng trên trình duyệt web Chrome. Nó giống như là một phiên bản ví MetaMask, nhưng Theta Station chạy trên cái mạng lưới blockchain Theta. Không chỉ vậy, Theta Station quý vị có thể sử dụng trên điện thoại smartphone. Quý vị có thể download trực tiếp từ App Store hoặc là CH Play. Và để quý vị không phải chờ đợi lâu, ở đây tôi sử dụng phiên bản Theta Station trên điện thoại smartphone. Tôi đã chuẩn bị sẵn UST và tôi sẽ hoán đổi UST ra Lula trực tiếp trên cái ví Theta Station. Quý vị có thể chuyển Lula hoặc UST từ bất cứ một cái sàn nào về cái ví Theta Station. Ở đây tôi chọn vào cái biểu tượng swap phía bên dưới. Select a coin, tôi sẽ chọn là UST. Dòng thứ hai, select a coin, tôi sẽ chọn là Luna. Quý vị để ý đến cái số dư UST được hiển thị. Quý vị có thể chọn tắt hoặc là nhập một cái số lượng ở cái ô thứ nhất. Quý vị sẽ thấy cái dòng swap coin. Quý vị có thể lựa chọn nơi thanh khoản. Mặc định nơi thanh khoản ở đây là Astroport. Quý vị có thể chọn vào Market hoặc Theta Swap. Ví dụ ở đây tôi sẽ chuyển sang Theta Swap. Đó. Rồi tôi sẽ chọn vào Like. Phí ở đây quý vị có thể để nguyên là UST. Đây là một cái tiện ích rất chi là hay. Quý vị không nhất thiết cần phải có Lula để làm phí swap. Rồi tôi sẽ chọn vào Confirm. Xác nhận. Quý vị có thể kiểm tra cái trạng thái giao dịch. Rồi, rất chi là nhanh. Chọn OK. Đây là một cái thông báo swap thành công, chỉ khoảng độ 10 giây thôi. Trở lại ví. Đó, quý vị sẽ thấy Lula được hiển thị trên cái ví Theta Station rồi. Rồi và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và bổ ích, quý vị hãy đăng ký, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn.